Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, bố thí cho con hỏi. Con là người ở Hạ Long, gia đình con làm nghề nuôi hàu. Nuôi hàu, hàu, hàu tức là cái con nó giống như cái con trai, con hến ở biển đấy đúng không? À, đấy xuống Hoàng Tân, xuống chùa Hoàng Tân thấy là à, con hàu rồi, rồi. Con có nghe các quý thầy giảng làm nghề đánh bắt hải sản thì nghiệp rất nặng, không những đời này còn ảnh hưởng đến cả con cháu đời sau nữa. Nhưng gia đình con đã nhiều đời làm nghề này cũng không tin Phật Pháp. Con không biết phải làm thế nào cho tốt nhất để không bị nghiệp báo sát sinh, cũng như có thể cảm hóa gia đình theo Phật ạ. Gần đây con mới biết đến thầy và có tham gia pháp hội tháng 11 vừa rồi. Con muốn phát tâm ăn chay nhưng vẫn phải làm hầu. Như vậy có tiêu được kiếp không ạ? À? Cái này các cụ ngày xưa có một câu nói rất là hay. Miệng thì Nam Mô. Trong đây thì không thể nói là bổ rau găm được. Mà miệng thì là thì Nam Mô, bụng thì là một bồ gì? Một bồ rau xanh hả? Đấy, chúng ta thấy khó lắm đấy. Cho nên Đức Phật mới nói được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Gặp Phật Pháp mà đủ duyên để tu được theo chính Pháp thì lại càng khó hơn nữa. Chúng ta thấy đây chính là nguyên nhân Đức Phật nói là được thân người, mất thân người, mà được thân người trở lại khó hơn là con rùa mù ở dưới đáy biển 500 năm trồi lên mặt biển một lần mà cái mai nó đụng vào được cái khúc cây nổi lên đây ở trên mặt biển, các quý vị đó biết. Nhưng mà không thể nào mà một mình có thể thoát ra được để tu tập. Biết rồi đấy, biết Phật Pháp rồi đấy, giác ngộ rồi đấy, biết được. Nhưng mà vì cuộc sống gia đình, vì mưu sinh, cho nên không thể bỏ được. Vậy thì Phật tử này hỏi rằng như vậy thì con có tội hay không? Thì cái này thì tự chúng ta có câu trả lời mà, đúng không? Cứ chiếu từ luật nhân quả ra tự chúng ta có câu trả lời mà. Đấy, thầy lấy một cái ví dụ. Như bây giờ có một người nào đó, họ đem bắt hết người thân của chúng ta nhốt vào một cái kho hoặc cái cũi cái nơi nào đó. Và họ thì gì? Hàng ngày họ cứ tụng kinh niệm Phật suốt ngày. Nhưng cứ đến buổi trưa hoặc đến buổi tối, đến lúc mặt trời lặn chẳng hạn hay lúc mặt trời mọc chẳng hạn, họ đem một người gia đình chúng ta ra họ giết. Xong rồi họ lại tụng kinh cho những người còn sống chúng ta nhìn thấy. Họ ăn chay, họ tụng kinh, họ niệm Phật, họ cầu trì chú, họ ngồi thiền cho cả nhà chúng ta nhìn thấy. Nhưng mà cứ lúc mặt trời lặn họ lại đem một người chúng ta ra họ giết. Chúng ta có hoan hỷ không? Họ thuyết pháp cho chúng ta nghe, chúng ta có hoan hỷ không? Họ tụng kinh hồi hướng cho chúng ta có hoan hỷ không? Thì chúng sinh cũng thế thôi. Chúng sinh cũng thế thôi các quý vị. Chúng ta không thể bạo biện bảo là chúng ta đem công đức tu hành được để hồi hướng cho họ, để họ không kỳ oán với chúng ta, không hận thù chúng ta. Thế bây giờ cứ đặt vào chúng ta thôi. Họ tụng kinh, họ niệm Phật, thậm chí họ là mời cả pháp sư giỏi nhất đến để giảng cho chúng ta nghe. Nhưng cứ đến chiều tối lại họ lôi một người thân gia đình chúng ta ra họ đập đầu họ giết. Thầy đảm bảo với các quý vị, không một ai hoan hỷ được, không một ai có thể chấp nhận được cái cách hành thiện như thế. Cho nên ở đây thì thôi thì thà có tu thiện còn hơn không. Thì thôi cứ giống như trong câu chuyện là tu nghịch duyên mà chúng ta xem. Chồng thì sát sinh, vợ thì đem thịt ra chợ bán. Nhưng khi đem ra chợ bán thì về lại gì? Lại lén giấu đi một phần để làm công đức, đi phóng sinh và đi bố thí cho người nghèo, và đến chùa để gì? Để cúng dường gieo duyên một chút với Tam Bảo. Đấy, ví dụ bán được 10 đồng, bà chỉ báo là bán được có 7 đồng thôi. Còn 3 đồng thì 1 đồng đem phóng sinh,
một đồng đem đi cho người nghèo, bố thí cho người nghèo, còn một đồng đem đến cúng dường Tam Bảo để gieo duyên. Cứ như thế, hết năm này qua năm khác. Và điều quan trọng nhất là tâm của bà luôn luôn khởi cái thiện tâm. Khi mà chồng bắt buộc phải làm cái việc sát sinh cùng để đi giữ chân lợn, giữ chân con vật để cho chồng cái giết ấy, không thì nó đánh cho. Cho nên không biết làm cách nào thì bà vẫn như vậy. Nhưng mà bà cứ niệm Phật suốt như thế, bà cứ làm suốt cái việc thiện như vậy để hồi hướng. Thì cũng đến khi chồng chuẩn bị sắp mất, bao nhiêu những cái oan gia trái chủ, sinh linh con vật hiện ra nó đòi báo án. Do nhờ một chút cái duyên lành của vợ chồng đó, gieo chồng đó, vì vậy mà khi ông chồng sắp chết thấy những cảnh khổ hiện ra, cảnh ác hiện ra, tướng ác hiện ra, may mắn là có một vị hòa thượng đi ngang qua, vợ thỉnh vào thuyết pháp cho nghe, xong rồi quy y Tam Bảo cho cái chồng của cô ấy nữa. Đến lúc này sắp chết rồi thì sợ, nhìn thấy những hình tướng lạ hiện ra trước mắt đến thì châu sắt rồi nghiêu đầu mã ngựa rồi lợn gà hàng ngàn vạn con từ khắp các nơi chạy đến đuổi rồi mổ rồi cắn để xé xác vị ấy. Mà nó mổ vào đâu thì thân thể tự nhiên lại sưng lên đến đó. Và trong giấc mơ, trong lúc mơ màng, thấy gà đuổi gà mổ vào đâu thì tự nhiên nó nổi lên sưng và nổi lên cái nhọt và đau đớn vô cùng khủng khiếp như thế. Thấy lợn cắn vào đâu thì tự nhiên cái chỗ đó cũng thâm tím lại và thân thể thì mưng mủ lên và đau đớn vô cùng. Thấy trong cái câu chuyện nghịch duyên trong Phật giáo, chúng ta thấy cái quả báo hiện tiền ngay kiếp này chứ đừng nói là ở địa ngục kiếp sau nữa. Nhưng cũng may mắn là nhờ cái duyên lành của bà vợ. Chính vì vậy mà ông chồng lại được lúc sắp chết được vị hòa thượng khai tâm cho, quy y Tam Bảo cho, ăn năn hối cải niệm Phật đến mấy ngày mấy đêm thì lúc đó mới hết thấy cái tướng ác ấy, mới ra đi được. Cho nên thôi thì thà có còn hơn không. Thì vẫn cứ niệm Phật, Phật tử này thì khuyên là thôi vẫn cứ niệm Phật, một lúc nào đó mà duyên nó đến mà bỏ được thì bỏ cái nghề đó đi thì càng tốt. Còn bây giờ mà duyên nó chưa được thì cũng tùy duyên. Thầy cũng không khuyên là cứ thế mà làm. Thầy bảo là thôi tùy duyên, bỏ được lúc nào thì bỏ được thì tốt lúc đấy. Love.